Nếu mà không có bệnh hoạn đau ốm, không có chiến tranh, không có khổ, cuộc tẩy trần nó cũng khác bên không còn nữa. Chứ bởi vì Đức Thầy mới nói biểu khuyên chúng sanh mình mau mau cứ kiếp chiến trần, chúng sanh còn có lập thân hồi này, chờ đến nổ sấm nổ giang thanh nghe bá tánh năng không kịp. Khi mà nghe sấm trời nổ rồi đó, mình thiếu công đức là rồi, có mong dự vào hội lâu quá. Cho nên mình phải mau thức tỉnh giác ngộ, buông xả hết đi tham sân si văn ngã phiền não thế gian, hay vọng niệm chúng sanh, thì Đức Thầy có chỉ mình pháp môn. Khi mà Đức Thầy về là phải lập hội. Cho nên mấy cái người xưng bây giờ là hoàn toàn giả dối, không không có một người nào mà ấy được hết á. Bởi vì cuộc đời tôi cũng vậy, hồi đó tới giờ ai nói sự linh nghiệm gì tôi không thì nào đi, mà dắt đổi thầy về tại tổ đình hay hòa hảo tôi cũng không đi luôn. Mình lo tu đi, ăn chay giữ giới, nghe lời thầy dạy đi, thầy về thầy tầm mình dự hội long qua là có chắc ăn có mặt. Chứ bây giờ mấy cái người mà tự xưng là hoàn toàn giả dối không, hay là nói thiên cơ rồi này kia đó ha, là những người này coi chừng mình đừng lạc lầm uổng trong một cái kiếp con người mình giác ngộ được, ăn chay được mà hy sinh không đúng chỗ là nổ trong một kiếp phí. Như là bây giờ là nhiều người xưng như vậy, như bây giờ nó ấy lắm mà, như là bên đạo Phật giáo Hòa Hảo theo cũng nhiều lắm chứ không? Dạ dạ. Bị đạo Diệu Màu gặp lúc trung chiên hả chú? Dạ. Bởi vì ngày xưa khi Ma Dương Ma Từng nó phá Đức Phật không được, nó mới nguyện vào thời mạt pháp cho làm đệ tử của Phật, phá đạo Phật được mới thôi. Bây giờ cũng Phật giáo Hòa Hảo, nó cũng vô, nó cũng Phật giáo Hòa Hảo, cũng ăn chay cho mình thấy vậy, nhưng mà cái đường lối nó đi khác, có khi nó dám bẻ văn thầy luôn à. Nó nói trái nhân quả. Cái người tu mình phải, nếu mình có cái duyên lành với Phật thì mình phải ăn chay giữ giới làm lành đi, chứ đừng có nghe chạy theo linh nghiệm này kia kia nọ. Mình tu thì mình độ mình thì Phật mới độ mình được. Còn nếu mà mình chạy theo những cái sự linh nghiệm đó ha, hoàn toàn giả dối không, Phật nào không có cứu mình được với cái nhân quả. Chỉ ăn chay giữ giới làm lành và niệm Phật cầu sanh về Tây Phương thì chắc ăn đó. Chứ bây giờ cái thời cùng cặn này như chừng nào á. Bởi Đức Thầy nói thời kỳ này nhiều quý cùng ma, trời mở cửa quý dương xuống thế, nó xuống nó trơn rồi. Và thời kỳ ăn xá mà, con Phật Phật dắt, con ma ma diều mà. Thì bây giờ tùy duyên anh em đi để giác ngộ. Chứ nếu mình, bởi Đức Thầy mới nói duyên lành đó được cùng duyên, chẳng qua kiếp trước chuyện duyên của Phật. Ngày xưa những cái người cái kiếp mặt hạ này mà tỉnh ngộ giác ngộ được đó ha, là ngày xưa đã có tu hành hết rồi. Cũng như Đức Thầy nói, vì chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh, đắc quá vị mới đầu thai trở lại làm người. Mà kiếp này mình đầu thai lên làm người là nó quý lắm, đã sanh được làm người rất quý, thường được lo và chỉ tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó cho lên làm người. Làm người được là mai muôn thở, cũng là do chưa có nghiệp lành. Nếu nay cương quyết tu hành, tất là sẽ được trở thành Phật tiên. Cho nên mình nắm được những cái này rồi đó, mình đó đại nhân duyên, sanh được dùng đất Phật, nghe giáo pháp của thầy, chỉ đường đi nước bước mình hết, là thời kỳ ăn xá nữa, là kỳ xá tội nữa. Đức Thầy nói tội với phước sẽ có nhiều bạn mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Có nhiều khi cái tà kiến mình thấy mình nói đúng, nhưng mà thật sự coi chừng nó tà, nó chánh, nó tội hay là có phước. Cho nên cái tu hành bây giờ, tôi thì nói đạo pháp rồi đó, giờ không có bàn, ít có khi mà đi nghe thuyết giảng. Nhưng mà anh em lại đây mới muốn chia sẻ, để mình thấy cái đúng cái sai, không uổng kiếp mình đã có duyên lành với Phật mà mình làm lỡ rồi mình chạy theo uổng trong một cái kiếp này. Bởi Đức Thầy mới nói câu chỉ kiếp Tây Phương hồi hướng thoát mê đồ với cuộc phương hội, dáng hy sinh vì đạo pháp đi à, theo lời chỉ của thầy dạy, hành đạo y đi, làm theo lời chỉ ngày dài gặp ta. Chứ đừng có nghe người khác mà nói này nói kia rồi mình hâm linh hâm niệm, mình sợ em ăn nghèo khổ lắm. Tại vì tu hành bây giờ nắm được cái chân lý rồi thì mình dán câu kinh giảng, rồi anh em để trao đổi giúp tỉa kinh nghiệm để trong hành đạo. Bởi điều thứ 8 Đức Thầy nó hiệu dắt lẫn nhau vào đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo tu hoàn toàn, đặng trở lại cứu giúp chúng sanh. Đây là dìu dắt
trao đổi Phật pháp để tu hành. Chứ trong kiếp này cái người tu bây giờ lầm lạc nhiều lắm, chạy theo danh lợi là nhiều, đi bàn đạo nói đạo ha, nhưng mà phân cao pháp đúng sai rồi cãi cọ, đây là lầm lỡ không à. Còn nhiều người tự xưng xưng ông này ông nọ ha, rồi thôi cái này là hoàn toàn giả dối. Như mấy người thường nói thiên cơ đó ha, hoàn toàn giả dối chân, tôi dám chắc. Bởi vì Đức Thầy nói thiên cơ được lệnh anh ta nói, Đức Thầy nói chỗ nào là mình tin Thầy là Phật, nói là có. Còn mình chúng sanh này, mình lấy cái đó giờ cái mình cho ngày này, tháng này, năm này ha, sẽ có biến chuyển là hoàn toàn giả dối. Cho nên Đức Thầy nói chừng nào tiếng sấm nổ vang, thắt sơn lộ giả định nhà báo thay là có đó. Để nói thiên cơ để cho chúng sanh thấy phải có lập hội long hoa, có sấm trời nổ để gắn công lo tu hành, cuộc đời ngắn ngủi nó quá gần đi. Chứ không phải Đức Thầy không khi nào nói ngày giờ năm nào tháng nào. Còn mấy người mà sau này đó tu học sau này ta cho cái danh, cũng như ta nói vậy đặng cho mấy người khác kính trọng tôn sư người ta, đắc đổi diễn ổn lắm. Tu hành là trao tâm cho tánh cho mình, chuyên lo niệm Phật cho mình cho chân. Bây giờ mình lo mình đi, bây giờ mình có chạy theo. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nói tôi theo Thầy, mà thật sự theo Thầy mà không giữ gìn giới lực, không ăn chay giữ giới làm lành á, thì Phật cũng không cứu được mình được. Vậy là coi rồi phải thân mình tự trị đi ha. Dạ dạ. Độ xong Phật có rất nhiều. Dạ. Thì mình phải lo mình thân mình trước ha chú ạ. Dạ dạ. Mình trị mình. Bởi có nhiều khi đồng đạo lầm có cái này nữa. Thầy nói coi rồi thân mình tự trị, chẳng độ xong có chịu. Mình coi chân lý Thầy chỉ đường đi nước bước hết rồi. Chỗ nào tà chỗ nào tránh mình biết để mình trị mình, không chỉ mình mà đi trị người khác. Đi môi móc chị người này người kia, thành gia sanh ra phiền não nhăn ngã. Nếu mà cái tâm này còn đó là không khi nào giải thoát được. Cũng như Đức Thầy nó tâm trần tục còn hoan nhân với ngã thì làm sao thoát nẻo luân hồi. Nhân là người, ngã là cái ta, cái đúng cái sai, cái cao cái thấp. Nếu cái tâm mình còn là còn ăn quán, còn phiền phức, tức là không luân hồi. Cho nên bây giờ tu là trở lại bản thân của mình, mình thấy cái lỗi mình sửa. Cho nên như vậy thì mới thấy có kết quả. Thân tâm mình bao giờ không gây phiền phức, không gây những cái nghiệp duyên nào xấu hết, thì thân tâm tối ngày an lạc, tự tại lắm. Tại vì bây giờ cái thấy nó bão bùng nó liên miên chú ba. Dạ. Thì bây giờ là hết bão này rồi tới bão khác nó vô nữa nè. Dạ. Bây giờ nói chung là thất nghiệp cũng nhiều. Như Đức Thầy nói câu là trong bổn đạo từ nay kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ là nó có vào khoảng này. Dạ, thì nó cũng vào khoảng này mà nó tiến triển ngày nó thêm để cho nó mới có khổ được. Nếu mà không tiến triển theo cái định lực của thiên nhiên thì đâu có khổ đâu. Ví dụ như tự tại bây giờ mà không có chiến tranh, không có bệnh hoạn, không có bão lụt thì mình đâu có khổ đâu. Thầy thấy không? Cũng như ngày xưa nói đau, Thầy nói đau nhiều chứng vậy thì có thể. Hồi trước đâu có bệnh hoạn mà mổ xẻ đâu. Rồi lần lần vào mổ xẻ. Rồi khoa học bây giờ nó cũng giỏi, nó kinh nghiệm mà có thuốc đó trị thì có bệnh khác nữa. Đó, cũng như mới 2 năm nay sang qua bệnh COVID. Nó lây qua theo hơi gió, thấy không? Đó, thì mình bây giờ diễn tiến ngày khổ tới là mới có lập hồi được đấy. Chứ nếu mà không có bệnh hoạn, đau ốm, không có chiến tranh, sao có khổ? Cuộc tẩy trần nó cũng sát bên, không còn nữa. Chứ. Bởi vậy Đức Thầy mới nói biểu khuyên chúng sanh mình là mau mau kiếp chiến trần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Chờ đến nổ, sấm nổ giang thanh, nghe bá tánh năng năng cho kịp. Khi mà nghe sấm trời nổ rồi đó, mình thiếu công đức là rồi, có mong dự vào hội lâu qua. Cho nên mình phải mau thức tỉnh, giác ngộ, buông xả hết đi. Tham sân si nhân ngã phiền não thế gian, hay vọng niệm chúng sanh thì Đức Thầy có chỉ mình thất môn tịnh độ, niệm Phật thì trừ các vọng niệm chúng sanh. Mà nếu mình hành y theo lời đó, mà mình dù nghiệp mình có nặng, mình hành chưa nổi thì Phật cũng xóa tội. Cho nên mình nắm được cái này rồi thì mình dán tinh tấn, chuyên cần, dù làm không nổi cũng phải dán làm.
Thì nhờ ăn xá, bởi theo như mình nói theo luật nhân quả, giết một mạng thượng mạng, phải không? Chém giao thượng giao. Thì nếu mà không có thời kỳ ăn xá này, chúng sanh khó mong mà giải thoát được đó. Tại Đức Thầy nói kỳ xá tội nó còn một lúc, sao chẳng tu nó có hương nhờ, gặp giảng kinh chẳng cứ lặng ngơ, trồng bông chuyển giống chi hương nấy. Hay là cái câu Đức Thầy nó tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc não dậy không luân hồi. Từ vô thủy tới giờ mình tạo nghiệp không biết bao nhiêu, nhưng mà cái thời mạt hạ là thời kỳ ăn xá, mà Đức Thầy nó tội tiêu phước hưởng trường tồn. Ăn năn sám hối thành tâm tu hành niệm Phật làm lành đi, bây giờ nghiệp mà hồi đó tới giờ Phật xóa chứ. Mình sanh gì được cực lạc, về cực lạc nhưng mới ở chỗ đâu có vòng luân hồi sanh tử, nó phải trả nghiệp nữa. Về đó thì học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu giúp chúng sanh, về đó gần Phật, đi thì đằng văn giá võ, thấy không? Trẻ mà mãi không già, sống hoài không chết, rồi cục y thực cũng chi đủ thứ nữa. Về đó thì cũng như thành Phật rồi. Bây giờ mình xét lại đi, ngày xưa ông Mục Kiền Liên, thấy không? Ông đắc lục thông rồi đó, mà nghe Đức Phật nói giới thiệu cõi cực lạc, nếu mà các con tu không thể giải thoát được là phải niệm Phật cầu vãng sanh. Lúc đó ông dùng thần thông ông bay đi tìm, nhưng mà chẳng ngờ lạc qua cõi Đức Phật Tu Di Tướng. Giờ nhờ Đức Phật Tu Di Tướng đưa ngài trở về, Đức Phật mới vỡ: ngươi muốn về cực lạc phải phải tầm Phật ở trong tâm ha, còn muốn vãng sanh cực lạc phải niệm Phật mới được về. Có bổn nguyện mới có. Còn chúng sanh mình đây thời mạt hạ này, bây giờ niệm Phật là được về, mà về đó là chúng sanh bất tử chứ thành Phật thì còn gì nữa đâu, phải không? Đâu còn luân hồi sinh tử. Đây mình xét đi, ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài làm không biết bao nhiêu công hạnh Bồ Tát, ngài có trời đủ sức, ai được như ngài đâu. Mà khi ngài giáng sanh xuống rồi, nằm trong cái nghiệp mê không có thấy cảnh khổ, tới chừng nào tuổi trưởng thành thì vua cha mới cưới vợ cho ngài là bà công chúa Đà La đấy ha. Cho nên khi ngài đi dạo bốn cửa thành, tiên ở trên trời mới xuống quá sanh già bệnh tử, là Bồ Tát đó mà sanh ra còn phải nằm trong nghiệp mê. Cho nên mấy ngày mới phiến tấn các đệ tử của ngài: nếu kiếp này các con tu không thể thành Phật thì các con phải niệm Phật để cầu vãng sanh, bị về về đó đâu trường sanh bất tử rồi. Cho nên mình anh em đồng đạo mình cái thời mạt hạ này được cái duyên lành này quá quá ưu đãi luôn. Mà mình bây giờ mình không dám tranh thủ niệm Phật để làm lành thì nó uổng. Và Đức Thầy nói chỉ kiếp Tây Phương hồi hướng có mê đồ với cũng nổi, bây giờ khổ thế nào dám hy sinh kiếp này đi, niệm Phật cố chí làm lành đi, chắc ăn là về được Tây Phương. Nghe Đức Thầy nói là khổ đà đi đến như tên nữa, ráng lo tu niệm tình đềm hôm qua chứ. Bây giờ là khổ nó tới cũng như tên bắt nhanh, sống gì chắc này không biết chút nữa còn không, ráng cố gắng niệm Phật. Theo chú Ba nghĩ bây giờ là mình niệm Phật mình tu mình còn làm cái từ thiện các cái chuyện khác không chú ạ? Theo chú nghĩ Không, cái người tu mình thì vừa hành đạo rồi xã hội từ thiện, làm hết các việc từ thiện, chánh tất cả đều đột phát, mà cái tu là phước huệ song tu. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nói tôi tu không, tôi hành đạo không, mà tôi đi ở xong tôi không làm gì thì cái đó nó cũng chưa hợp, bởi vì cái này là cái phước huệ song tu. Hãy bố thí mới diệt lòng ích kỷ, nó tăng thêm cái lòng từ bi mình. Bố thí là có phước rồi đó, mà mình hành đạo niệm Phật cố chí làm lành đó là cái huệ rồi, phải không? Thì chắc ăn là cũng như chiếc thuyền mà nó có cái buồm hay là có cái máy nó chạy thì nó càng nhanh. Chứ mình nói giờ phải hồi tôi làm từ thiện cái chánh thì có cái cô này cũng hỏi anh ta, mấy người kia rủ tôi qua ông tu Bồ Đề niệm Phật, tôi nói việc nhà cũng không có đánh quẩn nhân gia làm xã hội xuống đỉnh, thì mấy người kia nói đi làm phước nữa hơn phước chứ không có giảng, không có được giảng sanh. Theo ý anh sao? Thì tôi mới nói gì nè, tôi nói theo ý tôi nha, ví dụ như Đức Thầy nó phước huệ song tu, cũng như tôi lên làm từ thiện tối ngày sáng thì cứ tôi lên tôi gọt hay tôi nấu canh tôi bới cơm ha. Nhưng mà cái lúc tôi làm tôi niệm Phật là dai, không phải là mình làm mà không niệm Phật được đấy, nó trợ duyên mình quý lắm,
mà mình đừng nói chuyện qua việc của ai chứ, tối ngày mình cứ gây vô từ thiện, không có nói năng với ai hết chứ, bổn phận làm hết bổn phận mình đi về, đây là phước huệ trong tu. Chứ mình đừng có chấp nghiêng cái bên nào, người thì nghiêng bên phước rồi không hành đạo, rồi người bên hành đạo không nghiêng về cái phước. Cái này là mình đừng có phân cách, tùy duyên đi, cái nào cũng xã hội từ thiện, vừa lo cho mình giúp ích cho đời, bỏ xác có cái xác là thầy dạy mình rằng. Dạ, cũng như là đức thầy nói câu là từ rài hay ốm hay đau á. Dạ, ráng tu đem được Phật vào trong tâm, bây giờ là bệnh, là bệnh độc độc, không bệnh mới mới không ạ. Dạ, vậy là cái câu đó là đức thầy nói như thế nào? Thì từ dài hay ốm hay đau, ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Thời kỳ mạt hạ này chúng sanh đa bệnh à, cũng như tôi nè. Tôi bệnh là ở đây cũng chưa có thể ai nào như tôi. Tôi dám đi ra ngoài thành phố 7 chuyến, tôi ra ngoài tôi nằm 28 ngày. Tôi về tôi ngồi sáng đêm, tôi qua bên bảy nhà tôi nằm ở bển làm một tháng dữ đúng luôn. Giết ăn uống không được, đi đứng không nổi luôn đó. Nhưng mà ráng tôi đem được Phật vào trong tâm, đau như chừng nào tôi càng niệm Phật như thế nào. À, mình thấy cái xác thân nó quá khổ rồi, không biết chết nay sống mai. Mà ở Tây Phương chư Phật nóng trong chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật, ở Tây Phương trong chờ chúng sanh mình niệm Phật làm lành đi. Mình có tắt thở thì mình vừa được về Tây Phương. À, không có gì chứ, mình cứ an tâm, mình tưởng nhớ Phật rồi làm lành đi. Thì bệnh hoạn đây là cái duyên nghiệp thôi. Nếu mà hai miếng cái duyên nghiệp mình nó chưa thì ơn trên cũng gia hộ mình trải qua nạn khỏi. Còn nếu mà cái số mình tới đó thì mình đi đâu chia tay phước. Cái người tu đặt cái niềm tin như vậy không khi nào thay đổi. Bởi có nhiều khi anh em tàn ơi ăn uống không được, không ăn mặn đi. Tôi nói thôi mấy anh nói, em nói tôi cảm ơn nhiều lắm. Chứ bây giờ cầu gì tắt thở đi về Phật cho lẹ mà có chết đó, phải không? Bởi vì nói dáng tu đem vừa Phật vào trong tâm lại là chỗ đó đó. Mình tu nhiều chuyện khổ như chuyện nào, mình càng niệm Phật nhiều chuyện đấy, càng cố chí gắng sức làm lành đi. Đặng nói cho, trả cho nó hết nghiệp mới về Tây Phương. Đức thầy nói nếu ai đánh việc thì đi, còn mắc nợ thì ở lại dương gian. Mình còn mắc nợ thế gian, mình còn bận biểu ham mến cảnh thế gian thì mình phải khổ. Còn nếu mà hai miếng mình dứt hết các nghiệp chặn, không còn cái mê nữa thì mình được về Tây Phương. Vậy thì ông thành sĩ nói là ăn chanh muốn ngọt ngào không được ha. Dạ phải rồi. Làm giữ mong có phước khó thai ha. Dạ dạ dạ. Tại vì cái mình làm gì hưởng nấy thôi. Đó đó. Như là chú Ba nói bây giờ là cái đang làm công quả và giảng niệm Phật luôn luôn là nó được hai cái hai bên. Hai bên. Sức phước huệ song tu. Dạ. Cái gì cũng là cái đó là hai cái đó là nó nhanh. Để biết không? Đức thầy nói cái câu tu biết cách như đường biết đất, đường đất dành mình giữa xa đoạn. Cái tu biết cách sao phải biết cách, là biết cách như cái chỗ đó đó, phải không? Hay là mình ra mình đụng cảnh, mình thấy mình không có tham sân si, ha. Đây là tu, nghịch cảnh là tu. Nếu mình làm không được thì dán niệm Phật, cắt nó đi. Ví dụ như bây giờ đức thầy dạy mình trì chung cho trong tâm chúng sanh niệm niệm làm dẫn dứt ha, không có cho coi lòng an lạc. Nhưng mà cái tâm niệm chúng sanh mình không niệm Phật là niệm chúng sanh. Mà nó niệm lên rồi đó, là mình cắt nó liền, đâu để cho nó chạy theo, phải không? Còn cái người không biết thì chạy theo ngoại cảnh hoài thì khó định tâm được. Bởi vì có nhiều khi có nhiều người á nói tàn ơi tu mà không đi đây đi đó biết đâu tu. À, còn có ông á, anh em này á, ăn chay là cũng 40 năm rồi đó, mà đi đám mừng từng này kia kia nọ nói trái cho quý thầy mà bắt lỗi tôi quyết nhiêu kỳ tôi đã còn không quan tâm tới, mà tôi cảm ơn ông nhiều nữa. Mình đâu có cãi đâu. Ông nói ở nhà tu vậy độc tài ích kỷ, ông đi ra nói đạo cho bà con người ta tu ha. Thì tôi về tôi quán lại, tôi nói ông nói mình độc tài ích kỷ, mà nếu mà có độc tài ích kỷ mình sửa. Còn mình ở ở nhà mình ăn nhàn mà lo hành đạo niệm Phật, mình cắt ra cái niệm chúng sanh đi thì nó ăn nhàn thì mình mắng ơn không có gì đó, thấy không? Tu là chỗ đó chứ đụng cảnh đó. Bởi vì không phải là cái người ở nhà không mà không hành đạo, mình hành đạo để mình trao luyện tâm tánh mình. Khi mình đi ra đụng cảnh là mình
có chuẩn bị sẵn hết rồi ha, mình mới ấy được. Chứ cái người thiếu sự hành đạo gia mà đụng cảnh mà nhiều quá, bởi đức thầy nó lửa trong tâm trong nút, mà có nhiều khi nó nổi, nó nóng lên á. Mà cái người tu chủ yếu nhất làm sao phải tu, phải diệt tham sân si với nhân ngã, phải để ý nó được, đừng có cho nó sanh khởi. Nếu mà sanh khởi thì niệm Phật cắt mày liền, dứt khoát. Như vậy là mình thấy cái thân tâm thiệt nó nhàn lắm rồi. Bởi vì đây thì muốn trao đổi cái tu thì tu hồi đó giờ nó dở lắm, biết thầy chỉ dạy niệm Phật trừ vọng niệm chúng sanh rồi, nhưng mà coi ngồi niệm Phật nó cũng còn sinh khởi hoài. Nhưng mà mình đừng có nản chí, cái gì mình làm mình quyết tâm là chắc ăn là phải được hoàn thành, mà nếu không được hoàn thành thì Phật cũng ăn xá cho mình đó. Ngài lập hội thầy cũng cứu mình đó. Bởi vì cái câu đức thầy nói mãn kiếp hồng trần sanh lập đó, hưởng công niệm Phật các cái người. Cái người tu nắm được cái chân lý này rồi, đêm ngày tưởng Phật cho tôi, phải ráng lo luận chuyển chỉ đi thấy. Cái người tu thật sự ham về cánh Tây Phương đó, ham lắm, phải không? Lo lường kim chỉ, ví dụ như có kim chứ có chỉ mà mai giá mới thành công. Còn người tu mình á, mình tu mình sửa mà mình niệm Phật rồi mình trừ vọng niệm chúng sanh đó thì cũng như có đầy đủ phương tiện rồi, thì chắc ăn kết quả không hết. Cái với người tu mình đừng có phân tách. Tôi đó giờ cũng thích đi, mà đi ra anh em nào tu cách làm sao nói làm sao tôi cũng không quan tâm hết. Cái nào nó phải mình nghe đi, cái nào nói mấy thôi. Bây giờ tôi ví dụ đi, bây giờ cái người tu mà mình thấy cái lỗi mình không, mình đừng thấy lỗi người ta là hoàn toàn là tự tại. Cũng như cái mấu chuyện ông này, ông đi trong bài ly đường nha, cái ông kia ông tránh xe hơi ở ngoài, ông ấy lủi vô đụng ông này đi, hai người đều đồng té hết. Thì cái người đi bộ này đứng dậy cũng đỡ tiếp xe ông ta lên. Khi đỡ lên xong rồi cái này tôi cảm ơn ông nhiều nha, cái ông chạy xe ông đám nói tạ ơn, tôi đụng chú mà chạy sao mà chú lại cảm ơn tôi, bị tôi ông mới té chứ không có tôi ông đâu có té đâu, nghe không? Cái người tu mà thấy lỗi mình không, đừng có thấy lỗi người khác. Bởi vì đức thầy nói tha thứ kẻ lỗi lầm ngu xuẩn, già nhẫn nại đừng ham tranh luận khỏi mất lòng tất cả mọi người, tánh từng lương giải Phật vui tươi vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo gây gỗ lại chứ tự mình tránh cái sự gây gỗ, đừng có làm anh em. Cũng như bốn đức từ của Đức Phật, từ bi hỷ xả, ý nghĩa là bao trùm là thương người mất vật, không thấy muốn mọi ai đau khổ. Ta tu đúng tu sai kệ ta, mình làm sao cho người ta vui thì mình an rồi, mình đâu có gây ăn quán đâu. Nhưng mà chủ yếu nhất người tu phải tránh nhân quả, mình đừng có tạo gì cho phiền phức ha, đừng có ăn quán thì con người chắc ăn 100% vậy đó. Cái luân hồi sanh tử này là do cái chỗ ăn quán không, cho nên người tu phải mình phải lập luận để mình tu. Phải ở trong 10 điều khuyến tu Đức Phật thầy Tế An, thiệt hồi tam chịu đó năng vô di phẩm vị cho dành cho con. Tôi thấy tu thiệt hồi hết rồi, và không dám tranh luận ai, người ta nói kéo nói xuyên mình cũng an nhiên đi kể. Mình nhắn nhịn người ta rồi mà còn phải hòa đồng với ta, hoài hòa đồng với ta. Dạ phải rồi, chỗ đó đó. Ví dụ mình sống mình nhẫn nhịn, mình thua thiệt người ta, nhưng mà gặp mình cũng phải chào hỏi tự nhiên ha. Người ta gặp cảnh khổ mình có thể giúp đỡ được, mình cũng phải quan tâm giúp đỡ. Bởi thường thường á, Đức Phật nói cái đức mới thu phục được lòng người. Để tôi kể cái mâu chuyện này nha. Ngày xưa cái ông này á, ông giác ngộ ông tu, nhưng bà vợ không có tu. Thường khi ông làm xã hội từ thiện gì bả người đời người ta đâu có tu, đâu có chịu, đâu làm, không giao tiền, đâu chịu. Thì đâm bằng tầng về cái bả mắng chữ nha. Thì ổng vì cái chỗ tu mà để ổng nhẫn nhịn để ổng tu. Bữa nọ cái bắt đầu tới thời làm lúa, làm lúa cái bữa đó phơi lúa thì trời ổng chuyển mưa mịt mù, bả đứng bằng cái vỗ cá nha, thấy xanh quanh ta chạy ta dùng ta đùa vô. Còn ổng thì bị ổng cúng chưa, ổng ngồi niệm Phật á, ổng đâu quan tâm tới. Cái bà mới nói ông ơi ông mưa tới nghe ông, ổng cũng tự nhiên bị ổng lo ngồi cúng xong ngồi niệm Phật mà. Ông ơi ông
mưa tới nghe không, ổng cũng làm thinh, bả dòm bả thấy người ta dùa tùm lum hết trơn, còn ổng ổng ngồi tự nhiên bả nóng quá nóng, bả lại bả lấy cái vũ cáo bả úp đầu. Tao cho mày à nghe, tao cho mày niệm Phật. Ổng cũng tự nhiên, ổng không nói trơn, tới chừng nào ổng niệm Phật xong ổng rút kinh ổng tắm. Mà trời bữa đó mất dung mất đảng, chuyển mưa chuyển chứ không có mưa à. Mà nhiều kỳ như vậy. Hôm nọ cái bả làm như bả tới cái duyên, bả giác ngộ đi. Bữa nọ cái hai chồng đứng ăn cơm, cái bả nói, bả khóc, bả nói ông ơi ông, nhờ ông có tu chứ hồi đó giờ tôi mắng chữ ông quá tàn, mắng chữ mà ông nhịn tôi được, thôi giờ từ đây đi lên tôi cũng tu theo ông luôn rồi. Thấy không, cũng như cái đức thắng được cái tài, cái người nhẫn nhịn mà thu phục được cái người hung đó, là chỗ đó đó. Không nhịn thì có chuyện. Không nhịn thì có chuyện, phải không? Đó, vậy phải, người tu thấy thua thiệt hết không? Vì Đức Thầy nói chữ nhẫn hòa ta để đầu tiên thì đâu có mang câu thù quán nha. Dạ dạ đó 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 đó, để biết không, Đức Thầy nói lấy quán thù mới đáp lại chữ hiền thì thù quán tiêu tăng mất hết. Ví dụ như bây giờ người ta chửi mắng, ta đánh đập mình đi, mình lấy tự bi đối lên đảo hoài thì cái ăn quán này đâu có phải luân hồi sanh tử, phải không đây? Yeah. Đó, cho nên cái người tu vì lòng từ bi, người ta hung dữ với mình, lỡ ví dụ tôi nói cuộc đời hành đạo tu của tôi, lỡ người ta có giết có đâm chết tôi đi, tôi không đem cái quán này nữa, tôi lấy cái từ bi tôi thương xót người đó thôi, thì thù quán đâu còn nữa. Nếu mà còn thù quán thì phải còn luân hồi sanh tử, cái người tu phải dẹp cái ăn quán nữa. Bởi vì Đức Thầy dạy mình luôn luôn làm phải với họ, họ làm phí với mình cũng mặc, cái này là cái tu. Chứ ví dụ như bây giờ người ta tính toán với mình tính toán với người ta, ta đánh mình đánh lại người ta thì mình đâu có tao phải người tu đó. Vì Đức Thầy nói là bây giờ là phải ráng nhẫn nhịn là một, hai nữa mình phải hòa đồng. Dạ. Sống hòa đồng với mọi người. Dạ. Như vậy mới thiệt là người tu. Dạ phải rồi. Gặp cái gì cũng khó khăn ở trời, gặp cái gì cũng chắc chở, gặp là không chịu nổi là chưa phải là người tu. Chưa đâu. Dạ. Để ơi bây giờ cái tu để thấy không, có nhiều người cũng để tóc, cũng ăn chay, rượu cũng còn uống. Dạ. Ha. Nhậu cũng làm, thuốc cũng còn hút. Thì thôi bây giờ mình quán lại đi. Người ta ăn tương được là quý. Còn mấy cái kia mê thì không thắng, từ từ ta giác ta bỏ. Chứ mình không có dám nói, mình nói cái phiền phức lắm, phải không? Cho nên sống, bởi vì Đức Thầy thì nói mong người tu tỉnh nhiều cũng sao. Ít nhiều là đều có lại hết. Mấy thời mặt hạ này, ví dụ như bây giờ mình, cái người ta ăn chay kỳ, người ta ăn chay trường không nổi. Thì nữa, cái phẩm hạnh người ta ăn theo ăn chay kỳ. Ví dụ như cái người mà muốn về tỉnh Tây Phương dứt khoát là phải giới sát. Nếu mà còn giới sát là Phật không có ăn huệ cứu mình được đâu. Chỉ mình, ví dụ như bây giờ mình ăn chay 4 ngày, hay là cái người ăn chay trường mà còn sát sanh, thì nữa phẩm vị được gì làm dân Phật quốc, ổng mới là thành thần. Còn mình chánh nghiệp cao nữa thì thành tiên. Còn nếu mà cao nữa thì mình về Tây Phương. Mà cái kiếp sau này khi ngài lập hội đó, Đức Thầy nói đức tiếp dẫn kỳ này cũng tới, trước hiền nhân thế giới ta bà, chắc vậy Cực Lạc Di Đà dứt đường sanh tử lánh xa hồng trần. Thì chắc ăn cái người phẩm hạnh mình nguyện về Tây Phương không có mắc được đấy. Bởi có nhiều cái đồng đạo mà không biết có cãi cái này nữa nè. Thầy để ra cái bài kệ cho chúng sanh mình biết. Thầy nói trước khi cúng xong á, ngồi bán dài niệm Phật là mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà. Mà nhiều vị nói mình bây giờ mình tu mình niệm Phật về Tây Phương, tại sao mà niệm Di Đà làm gì, cái này không nên niệm. Cái người tu cái này phải bẻ văn thầy, thầy chỉ dạy cho chúng sanh mình là về Long Hoa đó. Mà bây giờ có nhiều vị nói không có về Long Hoa, rồi cái người mà ấy, cái hai người cãi lộn nhau. Yeah. Đây là phiền phức tranh chấp không nên. Chứ phẩm hạnh nào, ví dụ mình niệm Phật, tất cả tín đồ Phật giáo hòa mình nói niệm Phật mình cầu gì đâu, đi về Tây Phương chứ gì đâu, phải không? Mà mấy ông nói về Tây Phương không về, mà về hồi đó tôi nghe ông Hai Tiện, ông cũng có nhiều người thắc mắc, ông mới nói, ông nói cái thời mạt hạ sau này nè, lập hội Long Hoa là trên núi ông đó, ha.
Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế ta xuống hết, thành lập giữa cái hội. Mình đi về Tây Phương làm gì? Mình giữ giữ hội đi, rồi tới ngày ban thưởng với Đức Thầy nói đến kỳ thi danh thầy chẳng bản trên đại cao gọi các linh hồn đâu có mắt mình đâu, không lẽ Phật tiên nó chảnh xuống hết trơn mà còn mình đi về đâu, về lâu quá mình cái phẩm hạnh mình không có mắt, cái tu mình nguyện về Tây Phương là không có mắt đâu. Mình được giữ hội coi Phật tiên thánh cùng nhau xuống thế hào quang ánh trời cho nghe thiên tiên đánh địa tiên, mà như Đức Thầy có nói đoạn nè, thiên hoàng mà có các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tình ngục ngôn, mười cửa xem thấy ghi hồn, cho trần coi thử có hoài hay không, nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị cái lòng tại gia. Ấy là đến lúc xây sang tam hoàng trở lại cả đời tưởng vấn. Thiên hoàng thì mở cửa, địa hoàng thì mở ngục cho chúng sanh thấy, rồi thiên tiên đánh địa tiên nữa để chứ không phải dữ dội lắm chứ mới thành lập được ấy. Cái người nào không có công đức nữa, cũng như tôi coi chuyện Phong Thần ngày xưa, ông lão tợ, ông Hồng Quân lão tổ, ông dạy ba người học trò, phân ra hai người thì dạy bên Xiển giáo, còn một ông Thông Thiên giáo chủ thì dạy bên Triệt giáo. Thì khi nghị cái bản Phong Thần thì để trên cửa Bích Du Cung đóng cửa tụng Quỳnh Tình, ai tách mình qua tay thổ là người đứng trên bản Phong Thần. Ở chánh tu hành thành tiên đó, mà bị gì cái tánh nóng nảy còn giận, cũng như ông coi ông gì tên ông Minh đó, Triệu Công Minh, Triệu Công Minh, ông tu mấy ngàn năm đó, ông thành chánh quả đó, bị thân công báo mà nó khích ông đâm súng lập trận sao ông chết, thấy không, ông phải thanh thản đó. Cho nên cái người tu mà còn nóng, còn mình cái người tu mình bây giờ thì mình tin lời Phật đi, thời nó quá sát rồi, ngày lập hội nó cũng vắng trời, ước mong sao mình được dự vật hội hôm qua, chào mừng Phật tách, rồi mình có duyên lành mình niệm Phật về Tây Phương thì đức tiếp dẫn cái này cũng tới, giúp tiền nhân thế giới là bà em về cực lạc di đà, giúp đường danh tử bánh xa ông trận, đầy đủ niềm tin đi. Thời này tội thi phước hướng dường tội, tôi nhớ cái câu này hoài, tôi nói nếu không có ăn khá nha, giết một mạng thượng một mạng nổi tiếp này thôi, mình không biết bao nhiêu chuyển lưng đó. Cho nên ráng, tôi thì nào nghe nói đạo pháp thì đó tôi không có nói, bữa nay lại tôi nói để anh em trao đổi rồi rút kinh nghiệm mình tu trong cái kiếp này sao xứng đáng mình có cái duyên lành với Phật. Đợi Đức Thầy nói duyên lành rõ được cùng điên, chẳng qua kiếp trước thì duyên có phần, ngày xưa cũng có tu hành ở đầu, ai cũng có hết, mấy kiếp này mới giác ngộ được chứ con không phải dễ vậy đâu. Nhưng mà kiếp này mình giác ngộ mà thời kỳ ăn xá nó, thời kỳ mình sanh dùng đất Phật đó, đó mà được có chánh pháp mình nghe để mình tu thì ráng tinh tấn đi, không còn xa đâu. Tại Đức Thầy mới nói câu này, kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, tu hành đi có công đức đi, tới chừng nào sấm trời có nổ, nguyên tử có nổ, chư thần che chở cho ban phép mình chẳng có chết. Còn bây giờ ví dụ như mình chưa tới ngạp là lập hội, thì Đức Thầy nói đoạn này là đến hội chấm quan còn gì được thì ra xác thịt còn đâu, mình đầy đủ niềm tin không có mắt, cái xác này để giả tạm mình tạm mượn thời gian đi học hỏi tu hành thôi, nhưng mà mắt rồi cái thần thức cái linh hồn mình nó vẫn còn không ấy đâu. Dạ chúng ta hãy có nói là từng lập hội thì già có trẻ khắp toàn cầu đổi xác hai hồn thì con này là sao chúng ta dạ theo như ý tôi như thế này nè, đổi xác thay hồn không phải ở thế gian này, xác này là xác giả tạm, nó không có tồn tại. Nhưng mà đổi xác là khi mình ví dụ mình đầy đủ công đức mình về Tây Phương là liên qua quá thăng chứ không có thay phàm xác thịt. Còn đổi hồn là cũng như cái hồn mình nó xấu sai, nó danh lợi đầy chứ, nhưng mà về đó rồi là thay luôn cái hồn luôn, cái hồn là chân chánh chất phát thật thà chứ không phải như chúng sanh mình đây nhiễm sự đại ra nhiều ha. Dạ đó đó, chứ có nhiều vị đồng đạo bàn á, nói chừng lập hội thì già quá trẻ nữa, sao ngày lập hội mà già quá thì trẻ không phải vậy. Tức thầy mình còn mượn tay quả trời qua tầng hạ bút, tại ngài cũng phải còn phải bỏ xác, tức Phật Thích Ca đắc đạo thế gian đó mà xác ngài cũng bỏ, xác này cái thô tục trong đất nước gió lửa nó hợp thành mà mình cũng phải trả, chứ cái xác phàm này có ai đâu sống lâu đâu.
Bây giờ mình nói như Đức Thầy là Phật. Bồng Lai Điện Giả có ngôi Tây Phương Cực Lạc ngồi tổ sen, ở trên đó trường sanh bất tử, đâu có khổ não gì đâu. Nhưng mà mượn cái sắc phàm phải bệnh hoạn đâu đó, tặng cho chúng sanh thấy, phải không? Đó, Đức ông chở tùm lum hết, phải không? Cái sắc phàm đó, phải vậy, tặng cho chúng sanh thấy. Như Đức Thầy ông, cái đoạn này là Đức Thầy ông nói là bây giờ bất luận người nào ở xứ quan không dùng của thế sắc màu cũng không, là nói cái đoạn đó là đối với những người mà làm đạo này đạo kia. Dạ, ngày xưa đó Đức Thầy còn tại thế thì có nhiều vị tín đồ bạch Thầy, sau khi Thầy vắng mặt biết đâu phân biệt chánh tà, Đức Thầy nói dễ thôi con ơi, người nào còn lên xuống là tà, dụng tiền là tà, còn danh lợi là tà. Cũng như cái câu đại mới hỏi đó, bây giờ bất luận người nào không dùng của thế sắc màu cũng không, nói cho bổn đạo rõ lòng ấy là chân chánh mới hồng nhân gian. Cho nên mình nắm cái câu giảng của Thầy, mình lợi mình thấy ông đó nói đạo thao thao bất tuyệt ha, nhưng mà nhìn có ông này, ổng có nói đi, ổng nói ổng có làm không, ổng có dùng tiền không ha, dùng sắc không. Nếu mà còn là ông này chưa có chân chánh, mình có chừng đừng có gần mấy ông này, mình gần nó khuyến dụ mình dễ ngã lắm. Phân biệt chánh tà là chỗ này đấy, tại vì đâu phải tu hành đâu phải dễ chứ bà. Dạ. Đi chúng thì sống bước chặt đó, đó cái câu đó đó. Dạ. Bởi vì mình đi trong kiếp con người mình mà mình đi lỡ chặt đường lạc lối rồi nó uổng kiếp, dễ gì kiếm kiếp thứ hai. Bởi vì Đức Thầy nói duyên lành rõ được cùng duyên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, cũng như anh em mình không có cái duyên, cũng bữa nay cũng không có cầu gặp ở đây, thấy không? Đó. Mình là ngày xưa cũng có tu hành, có khổ hạnh rồi, nhưng mà chưa hoàn toàn đắc tròn đạo hạnh, đắc quá gì phải đầu thai trở lại làm người. Thì kiếp này mình có đại nhân duyên, sanh được dùng đắc Phật hay chánh pháp của Thầy là đại nhân duyên lớn lắm. Tôi nói thiệt chứ cuộc đời tôi đã đem bây giờ núi vàng núi bạc đem đây đổi tôi ăn chay tôi cũng không đổi. Tôi nói thôi thà nghèo trong sạch đến thôi, lên hậu kiếp này ví dụ như giàu thì muôn ba tỷ vậy. Lên xe xuống ngựa đi, rồi cũng 70 tuổi 70-80 quá lắm rồi, học ít ai được chấm thì nhắm mắt cũng để, có đem theo được gì đâu. Còn cái người tu mình á, nhắm mắt mình được về Tây Phương trường sanh bất tử, cái cảnh này phải chi tồn tại được lâu đâu, dòng 50-70 năm này ngắn ngủi quá. Cho nên người tu phải quán cái này, đặng mình buông xả cảnh thế gian. Bởi Đức Thầy nói xin đừng đeo tấm lợi danh, bỏ trôi đạo đức lợi danh về chuyện. Bây giờ người tu, bởi tôi thấy cuộc đời tôi gì nhẹ nhàng. Mình muốn thân tâm an nhàn, ít muốn biết đủ là đủ. À, dù nghèo mà mình thấy đủ, an nhàn thiệt, không có đòi hỏi gì chứ, không có lo lắng gì danh lợi nữa đấy. Chỉ chuyên tâm gán gắn thức niệm Phật đi, mãn tiếp hồng trần sanh lập quốc, hưởng công niệm Phật chứ không làm thôi. Bây giờ rảnh quở người cơm hàng ngày qua đủ được rồi, bây giờ mình dành dụm, bây giờ mình bảo thủ đi, khi mình đi rồi nó bận được. Tại tôi gặp cái chị này nha, chị nói anh ba ơi, mấy người giàu khi chết đi ít có ai không bận được, nào nhà cửa giàu sang của cải ha, biết rõ cái chân lý Thầy chỉ rồi đó, mà mình không biết buông xả rồi đó, ra đi bận biểu lắm, nhà đã cửa để lại cho ai, tiền bạc vàng dòng để lại cho ai, quá nhiều rồi. Con chồng để lại cho ai, phải không? Đó. Thành ra mình phải nắm cái lý này. Người tu là tôi nói thiệt, cái giờ ví dụ như vợ chồng trong gia đình cũng vậy, ai tu nấy hưởng đó. Cho nên mình đừng có đặt nặng, đặng nữa khi mình nhắm mắt gần lâm chung ra đi, nói phát tâm Phật thì quy của Phật, phát tâm phàm thì giới của phàm. Ví dụ mình đi là tự tại, vợ con mình đừng có quan tâm tới, nhà cửa tiền bạc cái này là giả tạm, mình tạm mượn để trong bước mình tu học thôi. Nắm được cái chân lý này thì thân tâm mình chắc ăn nhàn, chứ nếu mà không nắm được trời đó nha, khó lắm, đi dài cũng khó lắm. Bởi vì có nhiều khi nhiều người tu mà tại sao mà tới gần lâm chung, tu lâu năm mà tới gần lâm chung mà không niệm Phật mà cứ chơi.
nói như kiểu Phật, niệm Phật không được mà kêu trời được. À đó, Khổ. cái đó mới là cái khổ, khổ hạnh thì thấy khó đó. Cũng như một lần tôi nghe Chính Tấn, ông nói mà ông nói ông này tu cũng được, tôi cũng làm thinh. Ông nói cái ông này ở bên ông chữ, ông đi là đầu đội trời chân đạp đất đó, không mang dép mà không đôi nón, mà lễ 18 tháng 5 này ông đi bộ thì dính luôn, mà đi về cũng đi bộ nữa. Và tới chừng nào ông đau 1 tháng trời gì ông kêu trời không niệm Phật, thì nói ra là cái người này không nắm rõ chân lý. Chứ cái người tu cái chủng tử mình có sẵn rồi, đến lúc cận cái tử nghiệp thì làm gì mà mình kêu trời được. Mình kêu trời có tội có lỗi mà sao mình kêu, thấy không? Cho nên cái người tu đa số bây giờ mà vì cái danh ngoài người ta nói cho tao là bởi đức thầy nó kinh với sám ngoài mau nó tụng đạo sĩ đồ về đúng giảng là tại chỗ đó. Ai thấy chúng sanh tầm đạo quá mờ, ôi giả thế ước mong đời thanh tịnh, tầm đạo là quá mờ là quá miệng nói không à, chứ thật sự cái bề trong không có. Bởi thầy nó dọn bề trong mới gọi là kinh, chứ mang lốt bề ngoài chẳng có ở chỗ đó. Cho nên cái thời mạt hạ này tôi thì ít nói, tại anh em quay tôi muốn chia sẻ thôi, chứ tôi cũng còn yếu dở lắm thật sự, đương tập tôi thôi. Thôi tôi cũng có ý này chút xíu, tôi thì tu hành thì cũng dở tệ lắm, nhưng mà muốn cho anh em nắm rõ chân lý đức thầy bây giờ chỉ đường đi mấy bước mình hết rồi, coi trong kinh sám giảng á, chứ đừng có chạy theo bề ngoài, nghe người ta linh nghiệm rồi ta nói ngoài chân lý rồi chạy theo vậy nó uổng cuộc đời. Trong cái kiếp mặt hạ này mình có duyên sâu với Đức Phật rồi mà Đức Thầy rồi thì dám tinh tấn đi, chứ nếu để chạy chạy vàng chẳng kịp khuyên ai khuyên sớm nhắn chuyện càng nhắn tĩnh tâm niệm Phật đi, cố chí làm lành đi, mình độ thêm Phật độ nữa thì chắc ăn mới được về cảnh Tây Phương. Thôi đây tôi hết.